À, xin chào vị trả lời chương trình trực diện TV. Thì liên quan tới vụ việc của Hà Nội hay cụ thể nhất là cái vụ của ông Nguyễn Đức Chung thì đúng như là những cái gì mà người ta đã đồn thổi trước đó mấy ngày, và những cái tin tức nói rằng ông Nguyễn Đức Chung có thể là bị đình chỉ hay là có thể là bị rắc rối hơn nữa về vấn đề pháp luật trong những cái vụ việc liên quan đến công ty Nhật Cường. Thì quả thật là ngày hôm qua là ngày 11 tháng 8 năm 2020, chúng ta thấy là ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc đã vừa ký một cái quyết định mang số là 1223 ngày 11 tháng 8 để mà tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội. Và trong cái quyết định tạm đình chỉ này ghi rất là rõ là tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội về để điều tra làm rõ cái trách nhiệm liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thì chỉ với một nội dung ngắn ngắn như thế mà chúng ta thấy là nó chứa đựng rất là nhiều thứ. Bởi vì một khi đã có một quyết định tạm đình chỉ, tức là không có cho làm việc nữa, và ngưng ngay để mà tiến hành các cái việc điều tra. Và cái việc điều tra này đó nó liên quan đến những cái vấn đề hình sự, trong đó có lẽ là người ta nhắc tới có hai ba cái vụ án gì đó. Thì trong cái quyết định đó, ghi rõ là thời gian tạm đình chỉ công tác là 90 ngày và kể từ ngày ra cái quyết định đình chỉ. Thì thường đó thì những cái quyết định gọi là tạm đình chỉ đó, tức là trong cái thời gian tạm đình chỉ đó rồi mà người ta tiến hành để phục vụ công tác điều tra đi, nhưng mà sau quá trình điều tra mà cảm thấy rằng nó không có các cái dấu hiệu để mà buộc tội, hoặc là những cái việc mà nó rất là bình thường rồi, thì trong cái thời gian đó có thể là người ta phục hồi lại. Chính vì cái điều đó mới gọi là cái quyết định tạm đình chỉ. Còn một khi đã gọi là quyết định đình chỉ đó là giống như là nó khó mà để phục hồi. Nhưng mà ít có người nào họ tin rằng á, cái quyết định tạm đình chỉ như thế này khi mà tiến hành các cái điều tra thì người ta không tìm ra được cái vấn đề gì khác để rồi cho ông Nguyễn Đức Chung phục hồi trở lại cái vị thế. Thì nói chung á, là cái việc mà tạm đình chỉ để tiến hành điều tra đó nó là một cái sự lành ít giữ nhiều cho cá nhân ông Nguyễn Đức Chung, bởi vì có lẽ ở phía bên cơ quan mà chức năng á, người ta ít nhiều cũng đã nắm được một số những cái chứng cứ gì rồi liên quan đến các vụ việc mà sai phạm hay là cái vị thế hay là trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung. Và những cái điều đó thì bây giờ chúng ta chưa có thấy, chưa có nghe nói là ở phía bên cơ quan công an người ta đưa ra những cái tin tức như thế nào. Thì cụ thể là ngày hôm qua là ông thiếu tướng Tô Ân Sô, tức là chánh văn phòng của Bộ Công an, cho biết rằng ông Nguyễn Đức Chung đang bị điều tra và làm rõ mối liên quan đến ba cái vụ án, trong đó có cả cái vụ của Nhật Cường nữa. Thì đó là cái điều là những cái tội gì. Thì những cái vụ án thứ nhất đó là cái vụ gọi là buôn lậu, vi phạm các cái quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và cái tội rửa tiền. Thì đây là ba cái tội mà chúng ta thấy nhắm vào cái nhóm của các công ty Nhật Cường, bởi vì công ty Nhật Cường cho rằng là có những cái việc mà giấu đúc trong cái việc mà cái doanh thu á lên tới hàng ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam. Đó là một cái số liệu kinh khủng lắm, cái việc mà kinh doanh nó sai phạm rất là lớn, và họ buôn lậu hay là họ có các cái vi phạm về các giấu đúc các cái sổ sách kế toán, thì ngay cả cái sự rửa tiền nữa. Thì trong cái nhóm này ông Nguyễn Đức Chung có liên quan gì đến cái vụ việc này thì chúng ta cũng cũng chưa có biết. Thì ông thiếu tướng Tô Ân Sô chỉ nói rằng để điều tra phục vụ trong đó có liên quan đến vụ án đó thôi. Và cái vụ thứ hai là cái vụ mà vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban nhân dân Hà Nội và coi như là các cái đơn vị liên quan. Thì đó là những cái quy định về quản lý sử dụng tài sản nó thất thoát, tài sản gây thất thoát lãng phí là cái gì, thì có lẽ là chúng ta phải chờ đợi thêm, bởi vì đây là một vụ án mà chúng ta chưa biết được. Và cái vụ án thứ ba đó là cái vụ án mà gọi là chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Đây là cái vụ án mà chúng ta đều biết hết rồi, tức là trước đây khi mà coi như là cụ thể là ngày 22 tháng 7 năm 2020 đó, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gọi là ở vụ 1 là đã phê chuẩn và quyết định khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam đối với ba cái bị can về cái tội gọi là chiếm đoạt cái tài liệu mật, trong đó đó có lái xe của ông Nguyễn Đức Chung nè, cái thứ hai là ông phó trưởng phòng thư ký biên tập,
và văn phòng ủy ban dân thành phố Hà Nội, tức là hai cái người rất là thân cận đối với ông Nguyễn Đức Chung. Thì khi hai người này bị bắt á, thì người ta liên tưởng đến là ít nhiều có sự liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung. Thì những cái người thư ký hay là những cái gọi là lái xe thì lấy những cái tài liệu mật đó để làm cái gì, và cái vai trò là giúp việc cho ông Nguyễn Đức Chung, vậy thì có sự liên hệ hay không, và người ta lúc đó người ta đã nghĩ rằng những cái tình huống có thể xấu hơn đối với ông Nguyễn Đức Chung rồi. Và bây giờ chúng ta thấy là ở phía bên chánh văn phòng của Bộ Công an nói rằng không chỉ liên quan đến cái vụ đó không, mà còn hai cái vụ khác nữa, mà hai cái vụ khác chúng ta thấy rằng là liên quan đến vụ Nhật Cường rất là lớn rồi, và liên quan tới một cái vụ là thất thoát lãng phí này kia. Thì tất cả những cái tội mà trong cái thời gian vừa qua đối với những cái nhóm tham nhũng đó, là có những cái tội thất thoát lãng phí hay là sử dụng tài sản công nó sai phạm, thiếu hành trách nhiệm và đủ thứ chuyện hết, giống như cái vụ án ở trong Sài Gòn hay là những cái vụ án của các cái quan chức khác đó. Thì đây là những cái tội có thể nói là án gọi là tham nhũng kinh tế, dính liền tới cái nằm trong cái bộ phận chỉ đạo của phía bên ban chỉ đạo quốc gia, và người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, tức là cái lò chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng là trực tiếp chỉ đạo về cái vụ án này. Và chúng ta thấy là cái việc khởi tố đó, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng là cái phòng gọi là C03 đó, cũng cho biết là cái việc mà mở rộng các cái vụ án về buôn lậu hay là các quy định về vi phạm về các cái quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rồi cái tội rửa tiền, cái tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thì xảy ra tại công ty Nhật Cường và Sở Kế hoạch Đầu tư của thành phố Hà Nội và một số các cơ quan liên quan. Thì vụ án này là do cái Trung ương chỉ đạo và cái ủy ban gọi là phòng chống tham nhũng đó. Thì Bộ Công an đã ra các quyết định mà bắt, thì trong đó đó cái bắt một cái người đó là ông Bùi Quốc Việt, sinh năm 1970, tức là nhân viên của công ty Nhật Cường, đã bị khởi tố về cái tội buôn lậu. Bùi Quốc Việt chính là anh trai của Bùi Quang Huy, và Bùi Quang Huy là tổng giám đốc của công ty Nhật Cường. Và chúng ta biết là cái người đứng đầu trong cái vụ án này là ông Bùi Quang Huy, nhưng mà hiện giờ nghe nói rằng á, những cái thông tin cho thấy rằng ông Bùi Quang Huy đã trốn rồi và phải ra cái lệnh truy nã và vẫn chưa có bắt được. Thì cái bị can thứ hai là ông Võ Việt Hùng, là sinh năm 1976, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Đông Kinh, cũng bị khởi tố điều tra về tội quy định vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thì tất cả các cái một số những cái người khác nữa nằm ở trong phía bên công ty gọi là Nhật Cường, và một số các cái viên chức của nhà nước. Thì chúng ta thấy là liên quan đến vụ này đó, thì cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Tứ, tức là chánh văn phòng của thành ủy thành phố Hà Nội, và bà Phạm Thu Hường, Phạm Thị Thu Hường, tức là chánh văn phòng của Sở Kế hoạch Đầu tư của thành phố Hà Nội, để điều tra về cái tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và ông Tứ đó thì sai phạm của ông ta là không phải là nằm ở trong cái lúc mà ông ta làm chánh văn phòng thành ủy, mà còn từ cái lúc ông ta còn làm là giám đốc của Sở Kế hoạch Đầu tư, tức là năm 2016, khi mà ông Tứ ký cái quyết định gọi là duyệt cái hồ sơ để mà phê duyệt cái gói thầu á, gọi là số hóa các cái tài liệu đăng ký kinh doanh trên cái địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, khi mà chuyển sang cái việc mà số hóa các cái số liệu đăng ký kinh doanh của toàn bộ thành phố, thì đặt hàng cho ở phía bên cái công ty công nghệ đó làm, và rõ ràng cái số tiền đó lên tới 43 tỷ đồng, và cái số tiền này được lấy từ cái nguồn chi sự nghiệp của cái khoa học công nghệ. Và bây giờ xác định rằng những cái việc làm đó là nó sai, và nó sai đến đâu thì có lẽ là tới đây chúng ta sẽ biết được, bởi vì khi mà có các cái kết luận điều tra hoặc là phía bên cơ quan công an người ta đưa ra một số những cái tin tức. Và cái vụ việc này thì nó có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, thì đó là cả là một cái câu hỏi nữa, và chúng ta cũng chớ có nên vội vàng, và cũng đừng có cầm đèn chở trước ô tô, và chúng ta cũng sẽ thấy thôi, từng bước chúng ta sẽ thấy được là cái vị trí hay cái vai trò hay là cái liên quan gì của Nguyễn Quốc Chung đối với những cái vụ việc như thế này. Và tổng giám đốc Bùi Quang Huy đó thì được xác định là cái người cầm đầu đường dây thiết bị điện tử lớn mà có dấu doanh thu lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đây là một cái số lượng nó rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng không biết
người ta sẽ xử lý cái vụ việc này nó sẽ đi như thế nào. Và bây giờ thì ông Huy thì coi như là đang trốn ra khỏi cái Việt Nam, thì không biết là có phải là bắt được hay không. Và chúng ta thấy là Bộ Công an nó đã khởi tố cái công ty Nhật Cường này hồi tháng 5 năm 2019 rồi, tức là khi đó đã bắt đầu tiến hành khởi tố và bắt các thứ này kia nọ, và tổng cộng đến hiện nay đó có đến 26 các cái bị can, và bị can chính là Bùi Quang Huy, tức là tổng giám đốc công ty Nhật Cường, vẫn chưa có bị bắt. Và ông Huy được cho rằng đang bị trốn và hiện đang có một cái lệnh truy nã quốc tế. Và ông Huy đó đã bị khởi tố về bốn cái tội danh liên quan, và trong đó có một cái tội gọi là buôn lậu và cái tội rửa tiền. Thì đối với cái tội rửa tiền á là một cái tội danh mà các nước trên thế giới khi mà gia nhập vào cái tổ chức gọi là cái cảnh sát quốc tế đó, thì người ta thường gọi là dẫn độ hay là kiểu là có cái sự trao đổi với nhau. Thì theo Bộ trưởng Bộ Công an đại tướng là Tô Lâm cũng đã từng nói rằng bằng mọi biện pháp, cách gì có thể làm được thì đều phải làm để mà bắt được ông Bùi Quang Huy. Thì đó là những cái tuyên bố, thì chúng ta biết là những cái người mà ở vị trí mà quan trọng và đóng cái vai trò quyết định trong các cái việc mà truy nã như thế này đó, mà Bộ trưởng Bộ Công an lên tiếng thì rất có thể là Bùi Quang Huy sẽ bị bắt, nhưng mà chúng ta không biết là khi nào. Và nếu như ông ta bị bắt thì đây là một cái đầu mối rất là quan trọng. Những cái lời khai của ông Bùi Quang Huy sẽ là một cái nút thắt có thể là gỡ ra rất là nhiều các vấn đề. Bởi vì ông ta là chủ doanh nghiệp hay là một cái người mà đứng đầu dây mối nhợ, có một sự liên quan đến các cái quan chức hay là các cái ban ngành hay là những cái người có liên quan, thì đó mới là các cái cơ sở chứng cứ, và từ đó người ta có thể là điều tra ra được nhiều thứ khác nữa. Thì chúng ta thấy rằng các cái quan chức là hiện giờ thì không có người nào lớn hết, nói chung là chỉ bắt được một cái người là cựu giám đốc của Sở Kế hoạch Đầu tư, mà hiện giờ ngay thời điểm khởi tố là Chánh Văn phòng. Chứ còn bây giờ thì ông Nguyễn Đức Chung cũng chưa phải làm cái bị can, ông Nguyễn Đức Chung chỉ là cái người tạm ngưng chức để mà phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của những người làm trong cái công tác pháp luật đó, thì người ta đánh giá rằng khi mà tạm đình chỉ để mà phục vụ điều tra thì nó có vấn đề rồi, và nó chỉ là thời gian thôi, và rất có thể là sau đó thì nhiều khi ông Chung là có thể là bị khởi tố hoặc là liên quan ít nhiều gì đó đối với một cái vụ việc và phải chịu trách nhiệm. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là rất là đáng tiếc. Thì thật ra đó, ông Nguyễn Đức Chung là cái cán bộ có thể nói là tạo ra được cái sự mà tranh luận rất là nhiều, bởi vì nhiều người á rất là thích ông Nguyễn Đức Chung, và có những người đó thì họ cũng không thích. Cho nên là họ cứ tranh coi như là họ cứ tranh luận với nhau, và người thì nói là ông Trung làm được cái này làm được cái kia, còn cái người thì nói là ông Trung là có lẽ là cũng có rất là nhiều các cái sai phạm, những cái sai phạm đó vì vấn đề là vấn đề nọ. Tuy nhiên những cái sai phạm nào đó thì đến thời điểm này chúng ta cũng cũng chưa có thấy, chưa có thấy là chưa có kết luận thôi, chứ còn những cái thông tin ở trên mạng trôi nổi là rất là nhiều, và cái tin tức mà gọi là chính thống nhất có lẽ là phải đợi các kết quả điều tra. Thí dụ như bây giờ ông Tô Ân Sô có nói rằng là phải phục vụ qua các công tác điều tra mà liên quan tới ba cái vụ án, thì phải đợi ở phía bên cơ quan công an, ví dụ như cái kết luận điều tra của vụ án thứ nhất là như thế nào, vụ án thứ hai là như thế nào, vụ án thứ ba là như thế nào, và những cái vụ án đó ông Trung liên quan ra làm sao. Thì rõ ràng đây là cái vụ việc mà được sự chỉ đạo từ cái ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, thì chắc chắn người ta làm nó rất là chặt chẽ rồi, nhất là những cái người gọi là có quan chức nữa. Tức nghĩa là vào cách đây không lâu thì bây giờ thì đang tiến hành các cái cuộc mà đại hội đảng các cấp các thứ này kia nọ ngay tại thành phố Hà Nội cũng vậy, rồi ngay tại chuẩn bị để mà năm sau đại hội đảng toàn quốc. Thì nhiều cái người mà gọi là hâm mộ Nguyễn Đức Chung, họ đánh giá rằng ông Nguyễn Đức Chung rất có thể là ứng cử viên sáng giá vào cái vị trí một thành viên hay là ủy viên của Bộ Chính trị nữa kìa, chứ không phải là cái đứng đầu của thành ủy thành phố Hà Nội không đâu. Và người ta đánh giá đây là một cái người có năng lực và có cái tiềm năng. Thì nhưng mà bây giờ đó thì cái việc mà tạm đình chỉ như thế này chúng ta thấy rất là găng rồi, chứ không phải đơn giản.
Và bên cạnh các cái việc mà gọi là tạm đình chỉ của phía bên chính phủ á, thì Bộ Chính trị của Việt Nam cũng đã gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã đình chỉ chức gọi là Phó Bí thư Thành ủy của ông Nguyễn Đức Chung. Thì đây là một cái vấn đề nó rất là nặng, bởi vì dùng cái từ gọi là đình chỉ luôn, đình chỉ tức là ngưng ngưng luôn chứ chấm dứt luôn chứ không phải là vấn đề bình thường. Giống như là mình gọi nó nặng hơn, cái từ nặng hơn nữa là cái từ gọi là tước á, tước bỏ, còn ở đây là đình chỉ. Thay vì ta dùng cái từ tạm đình chỉ thì nghe nó hơi nhẹ, mà đây là nó dùng cái từ đình chỉ. Thì Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt của gọi là Ban Chấp hành Đảng bộ, rồi Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội, và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy đối với ông Nguyễn Đức Chung. Tức nghĩa là gần như là tước đoạt hết các cái chức vụ ở trong đảng đối với ông Nguyễn Đức Chung. Chỉ còn chỉ chưa có nghe nói là gọi là khai trừ khỏi đảng thôi. Có lẽ là điều này đó nó cũng cho thấy rằng là những cái sai phạm hay là những cái thiếu sót gì đó của ông Nguyễn Đức Chung nó liên quan đến cái vai trò ông ta làm mà Phó Bí thư Thành ủy, và vì có những cái chức vụ đó mà làm nó những cái sai trái, và bây giờ thì người ta tạm định, người ta đình chỉ, thì chỉ không cho làm nữa để rồi phục vụ cho các công tác điều tra. Thì cụ thể như là thông cái văn phòng Trung ương Đảng vào ngày 11 tháng 8 thì Bộ Chính trị đã có quyết định là tạm đình chỉ sinh hoạt đối với ông Nguyễn Đức Chung để mà xác minh điều tra làm rõ các cái trách nhiệm có liên quan của Nguyễn Đức Chung trong một số các cái vụ án theo quy định của pháp luật. Thì điều này chúng ta thấy rằng ngày nay đó cái việc mà làm việc giữa bên Đảng Cộng sản Việt Nam với ở bên chính quyền đó, tức là bên bên phía bên Đảng, đây là một người gọi là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và giữ với chức vụ gọi là Phó Bí thư, và ở bên chính quyền là họ làm chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, và một bên bí thư bên mà gọi là bên Đảng Cộng sản người ta xử lý các thành viên bằng cách là đình chỉ để mà phục vụ cho công tác điều tra ở phía bên chính quyền. Và điều đó là nó cũng phù hợp với cái quyết định của ông Nguyễn Xuân Phúc, bởi vì ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là phải tạm đình chỉ để mà điều tra có liên quan tới các vụ án. Thì đây là cái điều mà có thể nói là nếu mà thấy rằng hai cái quyết định này, quyết định một bên của Bộ Chính trị, một bên của bên chính phủ, thì rõ ràng là một điều mà nó coi như là 10 phần á, nó bị ảnh hưởng à. Nói chung là nó rất là thiệt hại. Nói chung là đây là một cái điều lành ít dữ nhiều trong Nguyễn Đức Chung chứ không phải là đơn giản. Và nhiều người họ còn nói là có lẽ là nó còn nặng nề hơn nữa. Có khi là Nguyễn Đức Chung đối diện với những cái nguy cơ hay là bị khởi tố hoặc là có thể bị ra tòa. Thì bên cạnh đó đó thì có những cái ý kiến và người ta đánh giá rằng ông Nguyễn Đức Chung á phải nói là nó còn có một số các cái thành tựu, có một số các cái việc làm mà làm cho người dân thủ đô người ta nhìn thấy được. Thì nhiều người họ thích hay là nhiều người họ không thích đó, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Đối với những cái cán bộ nào đi nữa thì làm lớn cỡ nào thì cũng có người không thích chứ không phải là không thích hết. Thì phải nói rằng á, có nhiều cái đánh giá rằng á, là ông Nguyễn Đức Chung á là cái việc mà khi mà về nhậm chức gọi là chủ tịch hay là của thành phố á, thì ông ta làm các cái việc rất là ngăn rất rất là quyết liệt trong nhiều cái vấn đề, và chính vì cái việc mà ông làm mà quyết liệt cái cải tổ rất là nhiều, cho nên là người dân họ thấy rằng các cái cơ quan công quyền á, khi mà tiếp dân, khi mà làm cái vấn đề đó vấn đề khác á, thì bây giờ nó bớt đi các cái sự nhũng nhiễu ha, bớt đi các cái sự làm khó làm dễ, rồi ngay cả các cái phía mà đường phố hoặc là nó cũng thấy sạch sẽ hơn, rồi các cái cây xanh gần như là phục hồi toàn bộ. Trước kia thì có những cái phong trào gọi là đốn cây xanh rồi làm lung tung sàn ngầu, thì sau cái thời gian mà cái mấy năm của ông Nguyễn Đức Chung thì người ta thấy là trồng lại cây xanh rất là nhanh và nhanh hơn cái kế hoạch nữa, tức là thay cái kế hoạch thì có lẽ là không thực hiện, ví dụ như trong cái chương trình đó là làm 5 năm nhưng mà cuối cùng thì làm chỉ 3 năm, thì có lẽ là cây xanh nó gần như nó phủ rồi. Bây giờ ở nhiều cái tuyến đường của thành phố Hà Nội có nhiều cái cây xanh chỉ có mới mấy năm nhưng mà bắt đầu đã ra những cái tán lá rồi, và người ta thầm cảm ơn cái cung cách làm việc của ông Nguyễn Đức Chung.
bởi vì nhờ ông mà rất là nhiều các cái đường phố của Hà Nội đã bắt đầu được phủ cây xanh trở lại. Và coi như là cái việc mà những cái thành phố khác á, có khi không có làm được cái điều đó. Và có thể nói là cái văn hóa ứng xử hay là cái cách gọi là cái nâng lên cái đời sống của người dân thành phố Hà Nội đó nó cũng khác đi nữa. Và cụ thể nhất là người ta nói là cái kinh tế hay là cái đầu tư nước ngoài trong cái thành phố Hà Nội trong cái 5 năm vừa qua đó là nó bằng hơn hơn cả 30 năm trước nữa. Tức nghĩa là trong 30 năm trước đó thì cái sự mà đầu tư vào Hà Nội đó chỉ khoảng 19 tỷ Mỹ Kim, thì trong đó trong 5 năm gần đây thôi là riêng cái thành phố Hà Nội đã nhận cái tiền đầu tư nước ngoài lên tới 23 tỷ Mỹ Kim. Thì thật ra đây cũng là một cái so sánh có thể nói là nó cũng chưa có chính xác, bởi vì trong 30 năm trước nó có rất là nhiều cái yếu tố rất là khách quan. Khi mà Việt Nam mới mở cửa lại rồi những cái khu vực này khu vực khác rồi cái cách mà cái làn sóng mà đầu tư nước ngoài vào nó cũng theo cái kiểu mà chọn lựa rất khác nhau. Tuy nhiên thì người ta cũng không có phủ nhận cái vai trò của những người đứng đầu của thành phố Hà Nội, chính vì cái sự ăn ý với nhau giữa ông Nguyễn Đức Chung và ngay cả là ông cụ bí thư trước kia nữa, ông Hoàng Trung Hải chẳng hạn, thì chính vì cái điều này nó đã tạo ra cái điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp nước ngoài họ đổ tiền sao. Thì có nhiều cái thứ lắm, nhưng mà dầu sao thì nữa thì nó phát triển lên được cái thành phố Hà Nội thì người ta cũng cảm thấy rằng đó là cái công sức đóng góp và cái sự chỉ đạo của những người đứng đầu. Thí dụ như xác định rằng cái thu nội địa của thành phố Hà Nội đó, nó dĩ nhiên là Hà Nội nó không bằng thành phố Hồ Chí Minh rồi, và gần 1.000 tỷ đồng, thì đó là cái điều mà 5 năm trước kia không thể nào người ta mơ tới được. 5 năm trước kia thì chỉ có khoảng chừng là 500-600 tỷ là quá nhiều rồi. Thì đó là cái điều mà những cái thành phố mà những cái gọi là cái những cái phố đi bộ ở trong Hà Nội cũng đã được những thành phố đi bộ mà xung quanh cái bờ hồ đó là một cái sáng kiến của ông Nguyễn Đức Chung. Và Hà Nội đó bây giờ là người ta nhắc nhiều đó Nguyễn Đức Chung, đó là cái trong cái công tác gọi là chống dịch Covid-19. Và những cái điều mà ông Nguyễn Đức Chung nói đó và làm đó, và thực hiện rất là quyết liệt trong cái việc mà thực hiện các cái biện pháp để mà phòng chống Covid-19. Đây là một cái thành công, và có thể nói là khi mà nhắc tới cái chống Covid-19 ở Hà Nội thì người ta nhắc nhớ tới ông Nguyễn Đức Chung. Và có thể nói là liên quan đến cái việc đồng tâm đó thì người ta cũng nhớ hình ảnh của ông Nguyễn Đức Chung nữa, cái người mở là xông pha xuống dưới đó rồi tiếp xúc với những người dân rồi thực hiện các cái việc mà cam kết. Ngay chúng ta thấy một cái xuất hiện trên mạng một cái tờ giấy cam kết của Nguyễn Đức Chung đối với những người dân khi đó. Và những cái nguồn tin bên lề thì nói rằng ông Nguyễn Đức Chung là cái người mà không đồng ý trong cái việc mà sử dụng quân lực để mà làm chung với cái lực lượng để mà cưỡng chế trong cái vụ việc đó. Thì tất cả những cái vụ việc như thế này đó cho thấy rằng có rất nhiều các ý kiến liên quan đến Nguyễn Đức Chung. Nói chung là công hay là tội hay là thiếu sót hay là như thế nào thì người ta cũng đánh giá chung thôi. Ví dụ như ngay cả trong trường hợp mà một cái người đi họ bị phạm pháp, họ ra tới phiên tòa và đứng trước các cái vành móng ngựa để mà chịu các cái sự xét xử thì người ta cũng đánh giá bằng các cái thành quả. Ví dụ Nguyễn Đức Chung ông được cái gì, ngay cả như trước kia thì ông Đinh La Thăng cũng vậy, khi mà ra tòa người ta cũng xét rằng ông Đinh La Thăng đã từng đạt các cái thành quả như thế nào, những cái bằng khen hay là những cái huân chương quy chương như thế nào, thì chính vì những cái điều đó, những cái bằng khen, những cái thành quả, những cái công trạng đó sẽ là những cái cơ sở để mà người ta xem xét có thể là giảm án hoặc là xem xét giảm các cái trách nhiệm này kia cái nọ. Thì đó là những cái người mà gọi là đứng trước các cái vành móng ngựa, hay là những người gọi là tội phạm, hay là những người gọi là bị can bị cáo. Còn riêng trong cái trường hợp Nguyễn Đức Chung thì rõ ràng là bây giờ chúng ta cũng không có nói trước là ông ta là như thế nào. Tuy nhiên thì cái việc mà đứng trước cái quyết định như thế này thì rõ ràng đó là coi như là 7-8 phần là nó nguy hiểm. Có thể nói là chúng ta cũng sẽ không bất ngờ nếu như trong thời gian tới mà có một quyết định nó khác đi theo cái kiểu người ta khởi tố hoặc là người ta truy tố gì đó mà liên quan tới Nguyễn Đức Chung. Thì đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta thấy đến thời điểm như hiện nay. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ dừng ở đó thôi, bởi vì cái thông báo của phía bên
Ông chánh văn phòng của Bộ Công an chỉ dừng lại là và giải thích cái lý do vì sao mà tạm đình chỉ cái công việc đối với Nguyễn Đức Chung, và thì liên quan đến ba vụ án, và ba cái vụ án đó thì bây giờ chúng ta chưa biết được cái nội dung cụ thể nó như thế nào. Có thể là một số người cũng nắm bắt được những cái thông tin, nhưng mà cái liên quan của ông Nguyễn Đức Chung đối với ba cái vụ án này là cụ thể như thế nào thì chúng ta chưa được biết, và cũng không có nên đoán mò theo cái kiểu là cứ quy chụp rồi cái nói đại thì nó sẽ không có sự thuyết phục, và cũng không có vội vàng gì phải nói đại, chúng ta phải chờ đợi để coi như thế nào. Và với cái tội danh như thế này đó, riêng ba cái vụ án này đó, đối với những cái tội danh giống như sự rửa tiền hay là những cái vi phạm về quản lý sử dụng tài sản và để thất thoát lên tới nhiều tỷ đồng tiền Việt Nam chẳng hạn, hoặc là vi phạm các quy định về sổ sách kế toán này kia cái nọ mà cái số tiền lên tới giấu cái doanh thu lên tới hàng ngàn tỷ đồng thì đúng là nó quá dữ rồi, nó không phải là đơn giản nữa. Thì tất cả những cái điều này đó chúng ta sẽ chờ đợi, và rõ ràng đây cũng là một cái quả bom, đây cũng là một cái sự kiện rất là lớn. Nhiều người họ rất là tiếc cho ông Nguyễn Đức Chung, bởi vì đây là một cái cán bộ còn rất là nhiều tiềm năng, và nghĩ rằng còn có thể đi vào bộ chính trị, hoặc là giữ cái chức gọi là bí thư của thành ủy Hà Nội chẳng hạn, hoặc là những cái vị trí khác khác tương ứng. Thì tất cả thì có lẽ là nó đều có cái nguyên nhân hết, và chúng ta cũng chờ đợi thôi, và cũng hy vọng là cái luật pháp của Việt Nam rất là nghiêm minh, và không có sự oan sai cho bất cứ người nào, mà cũng không có bỏ lọt bất cứ người nào theo cái kiểu là có quan chức như thế nào nữa mà dính tới cái tham nhũng hay là tham ô hay là có làm trái hay là lợi dụng chức vụ quyền hạn gì đó, hoặc là cố trí mà xâm vi phạm vào các luật pháp thì rõ ràng phải bị trừng trị. Còn ngược lại là nếu như mà họ không có đó thì cũng giải hoan cho họ theo cái kiểu là không bao giờ được xử oan cho người ta. Thì chúng ta cũng hy vọng, và cái cách mà gọi là trọng pháp á, thì đó là điều mà ai cũng đáng mừng hết, những người dân họ cũng rất là thích, bởi vì ai cũng phải bình đẳng trước pháp luật. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.